bị cắt từ 10 đến 54% số tiền gây quỹ. Đó là tình trạng thực tế ở nhiều trường hợp sau khi DIDA thực hiện chiến dịch gây quỹ. Để tìm hiểu rõ hơn về cách thức vận hành của DIDA, phóng viên Tuổi Trẻ đã trực tiếp ứng tuyển vào vị trí cố vấn gây quỹ của công ty DIDA chi nhánh tại Hà Nội. Văn phòng của DIDA ở tầng 4 tại tòa nhà số 1, Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa. Tiếp chúng tôi là một người tên Diễm, được giới thiệu trưởng phòng nhân sự, và ông Tùng được giới thiệu trưởng phòng kinh doanh. Để tìm kiếm được bệnh nhân, hai người này không ngần ngại tiết lộ cho chúng tôi. Hiện nay cái nguồn khách hàng mà bọn anh hỗ trợ được đa số là ở phía các bạn phải tự đi đến bệnh viện tiếp cận, không thông qua các phòng nào cả. Đó. Ví dụ các bạn có thể tiếp cận tại cái nơi điều trị của bệnh nhân, hoặc là người ta có thể đến các nơi lưu trú của bệnh nhân, hoặc là đơn thuần là các bạn đi dạo xung quanh ở trong bệnh viện và họ cảm nhận xem là đâu là cái bệnh nhân mà cần hỗ trợ thì các bạn sẽ dùng. Đấy là cái nguồn chính. Không chỉ có khả năng tiếp cận hay tinh mắt nhìn trúng bệnh nhân tiềm năng, theo hai người này, việc viết bài chụp ảnh cũng là một trong những tiêu chí hàng đầu đặt ra cho vị trí cố vấn gây quỹ. Đây chính là lý do trên website của DIDA này thường xuyên xuất hiện các bài viết có tựa đề, hình ảnh và nội dung rất thê lương. Nội dung thê lương là một chuyện, theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, có cả trường hợp hoàn cảnh bệnh nhân được viết nội dung sai lệch hoàn toàn và cuối cùng nhằm mục đích lấy sự thương cảm của người khác. Cũng từ đây, người bệnh bỗng dưng trở thành những món hàng để gây sự chú ý cho những nhà hảo tâm. Cái chị Hạnh đây là đúng là chồng ngõ này. Xong là gia đình thì vẫn thương chị lắm. Nhưng mà chị phải nói là gia đình bỏ chị còn hai mẹ con nương tựa nhau. Rồi đến bệnh viện này con bị như thế. Rồi bây giờ không có ai hỗ trợ như thế. Bây giờ rất cần sự quan tâm của cộng đồng. Chị phải đành nói là cha mẹ bỏ. Với hình thức này, đội ngũ cố vấn gây quỹ có vai trò rất quan trọng. Vị trí cố vấn gây quỹ, nhân viên sẽ được hưởng mức lương cứng 6 triệu đồng nếu đạt KPI, chỉ số hoàn thành công việc có thêm 6 triệu đồng. KPI này dựa vào số tiền mà các chiến dịch gây quỹ được, rất nhiều người vượt KPI này. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, để đạt KPI trong suốt quá trình gây quỹ, các nhân viên của DIDA sẽ thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho gia đình bệnh nhân, cập nhật về số lượt xem và số người quyên góp. Và để tăng số người tiếp cận, ủng hộ, các nhân viên này thường gợi ý cho gia đình kéo họ hàng người thân, bạn bè, chia sẻ đường link, liên kết của bài viết càng nhiều càng tốt. Từ những thực tế này, dễ dàng thấy được rằng, những nhà hảo tâm quyên góp với mục đích là giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, thế nhưng phần chi phí để kết nối những mạnh thường quân với người bệnh như trên là không hề nhỏ. Các nhà hảo tâm và người bệnh đang chờ một câu trả lời từ công ty DIDA và cơ quan quản lý nhà nước.